Các bạn may à, quay trở lại kênh của mình á. Mình mới mua con chuột bạch tắc lắm, nhưng mà nó cứ đòi lên tivi nghe. Nhưng mà Bruno đấy ai. Đấy, bây cho lên tivi của mình á. Đấy á, quay đi, alo. Đấy á, thanh niên này, anh em thích lên tivi thì cứ kết bạn thanh niên này, zone mình cho lên tivi thoải mái. Ok. Bây giờ vào video mình hướng dẫn anh em combo Dragon Talon với cả súng độc với đắc nhá. Nói thanh niên này đấy, cho lên tivi đấy nhá. Ok, bắt đầu vào rồi. Đợi mình tí mình giao hôm á. Nhập ơi, vào block và root thôi. Đấy á, thanh niên kia mà xem được video này là được quên tivi rồi nhá, không là bảo không. Xin mãi. Anh em đợi mình tí nhá, đang vào game. Ok, đang vào game anh em ơi. Chuẩn bị anh em ơi, đang vào game. Tạm dừng nhé cho nhanh. Ok anh em ơi, mình ra xe vào rồi nhá. Bây giờ anh em mình sẽ với anh em combo nhá. Không có con chuột bạch kia thì không vui. Thế họ nghĩ lên tivi mà off luôn rồi. Đầu tiên anh mới dùng Tết à. Đấy. Xong rồi có số Ken anh em chuyển sang dùng chu Z luôn. Xong rồi chuyển sang súng độc. Súng độc bắn liên tục. Đấy. Ôi chết, đấm nó luôn rồi. Đợi mình tí nhá anh em nhá. Ok anh em, được yêu ấy nhá. Lại. Ủa lạc quá em ơi. Đây á, lúc mà dùng xong súng độc thì anh em sẽ x trong z luôn nhá. Đừng có z trong x là chết đấy. Chết rồi. Đấy, đó là một cái lo mạnh cực. Ồ
di chuyển này. Bạn nam em ạ. Đi xem có ai solo, mình rủ solo. Anh em thấy vô mình không anh em ơi? Nhìn rất là khả nghi anh em nhé. Ok, bây giờ mình có một người solo thách, solo với quái em ạ. Thử thách solo được 10 con quái. À, tăng phần kịch tính thì anh em mình còn nhạc đâu lên. Nhạc đây chứ đâu. Đang lên anh em ạ. Nhạc đâu lên. Đấm lát nhiều quá ấy. Game xịn quá.